Đây là mẫu Titan AV model của năm 2021 với kiểu dáng mẫu mã rất là đẹp mắt, hoạt động cực kỳ thông minh, phù hợp với diện tích gia đình sàn khoảng độ tầm cỡ 200m² trở lên. Thời gian hoạt động của nó lên đến 200 phút. Đó, và cái lực hút của nó lên đến 1600 PA. Đó là mình đã điểm lại một số cái thông tin của đến từ thương hiệu EcoVat này. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh channel của nhà thông minh Gobi chúng tôi. Thì ở những video gần đây thì mình đang làm review tất cả những cái mẫu máy robot để lau nhà, hút bụi để giúp cho quý vị và các bạn có thêm thời gian dành cho gia đình mình. Thì hôm nay thì mình đang có ở đây là con T8 AVI đến từ thương hiệu EcoVat. Và mẫu máy này thì so với cái mẫu của Roborock S6 Max ở đây này thì hai cái con này thì được đánh giá là tương đương nhau, nhưng mà ở đây là con S6 Max V nó có cái bản nó gọi là bản quốc tế, còn đây là thương hiệu EcoVat này nhưng mà đây là cái bản nội địa của Trung Quốc. Với cái con T8 AVI này thì so với bản quốc tế thì nó chỉ khác nhau ở cái chỗ là cái tiếng ngôn ngữ của nó thôi. Giá tiền của cái con phiên bản quốc tế thì bao giờ nó đắt hơn cái con nội địa này, thì nó hơn khá là nhiều. Về mặt công dụng tính năng thì cũng tương tự, không khác cái gì cả, nên chính vì thế thì để mà tối ưu mặt chi phí đầu tư thì chúng ta có thể lựa chọn cái con như này, bởi vì cũng rất nhiều khách hàng đã sử dụng các cái mẫu model khác đến từ EcoVat với cái mẫu model DN55, DV35 hoặc là cái T5 Max, T5 Neo hoặc T5 T8 đấy, thì quý vị hoàn toàn có thể yên tâm, bởi vì chúng ta không phải là đây là cái sản phẩm đầu tiên đến từ EcoVat mà. Thì với cái giá tiền của con EcoVat này thì tùy theo đơn vị thì giá bán của nó loanh quanh nó rơi vào khoảng độ tầm cỡ 9.2 triệu cho đến 9.8 triệu, nó tùy từng nơi mà người ta bán theo các cái chế độ bảo hành khác nhau. Ở đây thì mình sẽ giúp cho quý vị và các bạn mở chiếc hộp này ra và xem bên trong những phụ kiện, những cái tính năng công dụng của nó sẽ gồm có những cái gì. Thì để giúp cho quý vị làm sáng tỏ hơn cái việc đó thì quý vị hãy dành thời gian theo dõi, bỏ ra một chút để chúng ta có cái thời gian trải nghiệm trước khi chúng ta đặt mua. Ở đây thì mình sẽ mở cái chiếc hộp này ra để giúp cho quý vị và các bạn sẽ trải nghiệm không gian bên trong của nó nhé. Ở đây thì chúng ta nhìn thấy này, đây là cái mặt vừa rồi, mặt trước, đây là mặt sau. Đây mình sẽ bóc cái tem này ra nhé. Đây, và chúng ta có thể nhìn thấy là mặt bên trong cái hộp xốp này được đựng rất là dày và chắc. Chúng ta nhìn thấy các lớp xốp xung quanh đây này. Phụ kiện đi kèm theo của EcoVat thì bao giờ nó cũng đầy đủ hơn so với Xiaomi cũng khá là nhiều, và đặc biệt là ở con T8 AVI này nó có một cái lau rung, và cái đó thì khi chúng ta lắp cái đế đấy vào thì chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là nó rung rất là mạnh và sẽ giúp cho sàn của chúng ta sạch hơn rất là nhiều. Đó. Và đây chúng ta nhìn thấy cái phụ kiện này. Đây đi kèm theo là một cái miếng lau này. Còn phía dưới đây là cái đế sạc nha quý vị nhé. Cũng tương tự như tất cả các cái model khác. Đây là cái phần đế sạc của T8 AVI này. Đây là hai cái chổi lau này, một màu xanh màu đỏ này. Đó. Và để khi chúng ta lau rung ấy, thì chúng ta sẽ dùng đến cái này. Và đây là sách hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Trung Quốc. Thì chúng ta thì ở đây mình sẽ giúp cho quý vị và các bạn có thể trải nghiệm được cách chúng ta sử dụng cái loại này mà không cần đến các cái sách như này nhé. Thứ nhất đây là bằng tiếng Anh, hai là bằng tiếng Trung. Nó sẽ hơi khó khăn nếu chúng ta mà tham khảo trên này. Đây, phụ kiện của cái con T8 AVI này nó rất là đầy đủ. Chúng ta nhìn thấy đây là cái hộp mà sẽ giúp chúng ta, đây là hộp chứa nước này, và nó sẽ, trên này nó sẽ có chế độ lau rung luôn. Thì cái con này thì mình sẽ chút nữa mình sẽ giúp cho quý vị và bạn thấy được và nó trải nghiệm trên sàn thực tế nó như thế nào. Đây chúng ta sẽ bổ sung nước vào đây, thêm một chút nước lau sàn, nước lau sàn chuyên dụng của Depot nhé. Thì bên mình đang có những cái chương trình khuyến mại trong thời gian là tháng 3 dương lịch 2021, thì bất kỳ khi nào quý vị mua một cái sản phẩm đến từ thương hiệu EcoVat thì bên mình sẽ tặng cho những khách hàng đó cái can lau dùng riêng cho robot, thì cái trị giá của cái can đó nó rơi vào tầm 180.000. Thì quý vị và các bạn hãy lưu ý, nếu quý vị là mua trong tháng 3 thì vui lòng hãy đặt hàng ngay, thì bên mình đang có một chương trình khuyến mại khá là hấp dẫn. Và đây là cái màng HEPA này của nó này. Là HEPA này sẽ chúng ta sẽ sử dụng sau khi một thời gian khoảng độ tổng cỡ 6 tháng đến 1 năm thì chúng ta có thể bỏ ra chúng ta thay. Còn đây đi kèm theo hai cái chổi xanh đỏ để sơ cua. Về phụ kiện thì nói với hàng Ecobac thì bao giờ nó cũng đầy đủ hơn Xiaomi về phụ kiện đi kèm. Và bây giờ hiện giờ mình sẽ quay cận cảnh hơn để giúp cho quý vị và các bạn nhìn chiêm ngưỡng thực tế cái con sản phẩm T8 IEV đến từ thương hiệu Ecobac này nhé. Đây là sản phẩm mới nguyên siêu nên chúng ta có thể nhìn thấy rằng là có cái lớp giấy bóng đã bọc xung quanh cái con thân cái con robot này. Để giúp cho quý vị có một cái trải nghiệm tốt hơn thì mình sẽ bóc cái này ra để giúp cho quý vị nhìn thấy thực tế sản phẩm này nó mới, nó chất lượng như thế nào. Đó, cái phần mình vừa loại bỏ lớp giấy ra. Còn ở đây thì chúng ta có thể nhìn thấy là ở đây một khe xốp này để cài vào đây để giúp cho quá trình vận chuyển khi mà robot vận chuyển nó sẽ không bị ảnh hưởng, bị rung lắc bởi cái những va đập nó như thế này. Đó. Còn cái sản phẩm này bây giờ lớp giấy bóng ở phần phía trước mình cũng gỡ nó ra. Đó. Ở phần phía trước thì có một cái đặc biệt hơn so với tất cả các cái dòng robot mà trước đây mình đã từng review và đến từ thương hiệu Ecobac, thì cái dòng này thì có một cái camera ở phía trước, camera AI để giúp cho robot có thể tối ưu được trong khi nó di chuyển, tính toán được cái khoảng cách giữa robot với các đồ vật để giúp cho robot này nó di chuyển một cách rất là linh hoạt và chính xác. Và cộng thêm một cái đó nữa là robot này thì có cái khả năng AI tự học được các cái đồ vật xung quanh. Nó sẽ tối ưu được cái quãng đường di chuyển sau những lần đầu tiên khi mà nó đã di chuyển trong nhà chúng ta. Thì cái bản đồ của nó thì nó với con robot này thì nó có thể lưu được 3 tầng. Và chúng ta có thể chia ra rất nhiều phòng, với mỗi phòng chúng ta sẽ đặt một cái chế độ lau riêng thì cũng rất là ok. Và mình đưa ra thêm một số cái thông tin để giúp cho quý vị và các bạn có thể có cái lựa chọn chính xác hơn. Với cái con T8 AV này thì có lượng pin khủng nhất bây giờ, hiện giờ nó là 5200 mAh, lực hút của nó là 1600 Pa, cũng là một cái lực hút cực kỳ là lớn so với các dòng robot khác. Và chúng ta có thể điều chỉnh lực hút nó tùy theo cái chế độ sàn của nhà chúng ta, tùy theo sàn, ví dụ sàn thảm chúng ta sẽ đặt một chế độ riêng, sàn gỗ hoặc sàn gạch chúng ta có thể lựa chọn một chế độ. Và cái lượng nước chúng ta sẽ bơm ra thì nó có 3 chế độ hoàn toàn riêng biệt. Thì chúng ta sẽ tùy theo cái nhu cầu và tùy theo cái thời tiết tình hình đó thì chúng ta có thể lựa chọn làm sao cho là tối ưu nhất, thông minh nhất. Ở đây thì chúng ta có thể thấy rằng đây có một cái giấy để giúp chúng ta có thể hướng dẫn lắp đặt sử dụng cái con này trong khói đầu tiên. Đó. Ở đây thì cũng tương tự như các mẫu đến từ thương hiệu Ecobac, chúng ta sẽ có một cái hộp chứa bụi. Và hộp chứa bụi này thì có dung tích là 420 ml, cũng khá là rộng. Chúng ta có thể nhìn thấy đây hộp chứa rác nó này, nó quai sách rất là tiện, bằng HEPA, chỗ mà chúng ta có thể đổ rác ra như này rất dễ dàng. Đây là nút gạt công tắc nguồn, đây là cái chổi để giúp chúng ta có vệ sinh, loại bỏ đi những cái rác xung quanh của con robot này, ví dụ như các ở cái chỗ lô chổi chính đây. Đó. Đây, cái phần chỗ chổi chính thì chúng ta có thể loại bỏ đi cái lớp rác này ra, gỡ cái rác mà dính trên cái chổi này. Thì chúng ta có thể dùng cái chổi lau và có cái chỗ đầu cắt kia, chúng ta sẽ cắt đi những cái tóc, những cái dây mà nó dính ở trên cái chổi cuốn này. Thì mình đã có rất nhiều video để chia sẻ với quý vị và các bạn trong cái kênh YouTube này. Nếu như quý vị nào mà chưa có thể thấy cái cách mà loại bỏ cái rác, các cái dây tóc ở trên cái chổi chính thì chúng ta có thể tham khảo lại những video đó nhé. Mình sẽ để lại cái thông tin dưới cái phần mô tả. Và có một cái cải thiện hơn rất nhiều so với những mẫu model trước, thì cái bánh xe ở đây thì đã được cải tiến đi cũng khá là nhiều để giúp cho bánh xe có tăng cường cái ma sát di chuyển xung quanh trong nhà một cách rất là thuận tiện. Cái bánh xe này, cái lốp bánh xe này chúng ta nhìn thấy nó dày hơn so với cái loại cũ. Ở đây chúng ta sẽ so sánh với con T5 Neo và chúng ta sẽ nhìn thấy sự khác biệt của bánh xe đến từ model T8 AVI. Ví dụ các bạn nhìn thấy rằng đây này, cái bánh xe của này nó khác biệt hoàn toàn so với cái bánh xe này. Đó. Bánh xe này sẽ cái phần này, nếu như chúng ta nhìn thấy thực tế bằng mắt thường, chúng ta nhìn tại trực tiếp showroom ấy, thì chúng ta nhìn thấy là cái này nó sẽ cái rãnh rất là sâu và nó cái độ dày chênh lệch nó cũng cao hơn, để giúp cho robot nó di chuyển một cách linh hoạt hơn, chắc hơn so với cái mẫu model trước. Thì ở cái phân khúc mà có lượng pin khủng nhất bây giờ đến từ thương hiệu EcoVat thì chúng ta sẽ nhìn thấy chỉ có các mẫu như là T5 Max, T5 Hero và T8 AV là có lượng pin cực kỳ là khủng. Với pin 5200 mAh thì giúp chúng ta có thể di chuyển và hoạt động trong một thời gian khoảng 200 phút, với cái sàn nó lên đến 200 m². Nếu như quý vị mà có nhiều tầng thì chúng ta cũng có thể lưu ý lựa chọn trong cái việc mà giữa sử dụng đầu tư một con T8 AV này với hai con T5 Max, bởi vì hai con T5 Max thì với cái giá tiền đầu tư nó chỉ rơi vào dao động khoảng độ tầm cỡ 13 cho đến 14 triệu thì nhưng mà nó sẽ để được hai tầng và chúng ta không phải bê lên bê xuống. Còn nếu như chúng ta một cái sàn chung cư chúng ta rộng thì chúng ta hoặc là hai tầng thôi thì chúng ta có thể lưu ý lựa chọn cái con T8 AV này. Bởi vì hoặc là nhà chúng ta có trẻ nhỏ, chúng ta nuôi những con động vật nuôi trong nhà như chó như mèo ấy, thì chúng ta có thể lưu ý lựa chọn cái con T8 AV này, bởi vì nó di chuyển rất là thông minh, tránh né được các cái đồ vật cũng như là cái chất thải của các cái con động vật nuôi trong nhà. Nó di chuyển cũng khá linh hoạt. Và đây là cái hộp chứa nước. Đây là hộp chứa nước của T8 AV thì nó cũng tương tự như các cái mẫu T5, T5 Max và T5 Hero. Với dung tích chứa bình chứa này gọi là 240 ml, thì nó cũng có một cái vòi bơm nước xuống để bơm ra cái sàn, bơm ra thảm. Hộp chứa nước thì chúng ta cái phần chúng ta bổ sung nước vào đây. Sau đó chúng ta bổ sung thêm một chút nước lau sàn, chúng ta sẽ lắc lên. Rồi sẽ đặt vào đây, cài đặt vào như này. Đó. Thì bắt đầu nó sẽ hoạt động. Ở đây thì chúng ta sẽ có phải lắp thêm cái thảm này vào. Cái thảm này thì chúng ta có thể bỏ ra giặt được, sau khi mỗi lần robot hoạt động lau xong một sàn thì chúng ta có thể bỏ ra chúng ta lau. Và chúng ta có thể bỏ ra chúng ta giặt, giặt xong chúng ta lắp vào, chúng ta di chuyển lên tầng khác thì chúng ta sẽ lại sử dụng tiếp. Thì với cái con T8 AV thì nó cũng có các cái cảm biến xung quanh cái con robot này. Chúng ta sẽ có 6 cái cảm biến chống rơi, và để giúp cho robot này có thể phân biệt được cái chất lượng sàn chúng ta đã đạt đến mức sạch hay chưa, thì gồm có những cảm biến như sau: 1, 2, 3, 4, 5 và 6. Ở hai bên này sẽ là chúng ta sẽ lắp hai cái chổi cạnh hai bên, hai cái chổi xanh đỏ. Đây là tiếp điểm sạc chúng ta, và đây là cái chỗ mà sẽ giúp cho robot có thể phân biệt được cái đây là thảm hay là sàn, để giúp cho robot sẽ tăng cường cái lực hút hơn từ cái con cảm biến này. Ở đây thì chúng ta cũng giống như cái chỗ khác, đây là khe chổi chính, chúng ta có thể gỡ này ra, chúng ta tháo ra vệ sinh, xong đó thì chúng ta sẽ lắp lại. Thì ở cái chỗ này thì quý vị và các bạn hãy để ý rằng là nếu khi robot mà nó hút vào các cái vật hoặc là các đồ chơi của trẻ em trong nhà, trong gia đình mà nó kẹt thì robot sẽ dừng hoạt động, và chúng ta sẽ phải loại bỏ cái đấy ra để giúp cho robot hoạt động di chuyển trở lại. Đó là những cái mà chúng ta sẽ cần lưu ý trong quá trình chúng ta sử dụng. Lần đầu tiên thì robot khi nó hoạt động thì nó sẽ vẽ ra bản đồ lần đầu tiên. Sau khi vẽ xong thì chúng ta sẽ tạo ra các vùng cấm, tạo ra các nơi mà cái tường rào ảo để giúp cho robot nó sẽ không di chuyển đến những cái vùng không gian đó nữa. Thì đây mình sẽ lắp cái con robot này, và để giúp cho quý vị và các bạn có thời gian trải nghiệm luôn thực tế cái con AVI này nó hoạt động, nó sử dụng nó như thế nào. Rất nhiều bụi ấy. Bình thường này thì không thấy, hoặc là mưa này thì ít, bụi nhiều mà. Đây T8 AV. Và hiện giờ mình đang test cái khả năng nâu zoom của con T8 AV, khả năng nâu zoom của nó cái gì các bạn nhìn thấy ở đâu này. Sẽ giúp cho cái sàn của chúng ta sẽ sạch hơn, và thứ hai nữa nó sẽ đánh bóng luôn cái bề mặt ở trên cái sàn như này. Cái này thì có thể lau cả trên sàn gỗ lẫn sàn gạch đều được hết. để mà tăng độ bóng hơn cho cái sàn thì chúng ta có thể bổ sung thêm cái nước lau sàn của Dbot, cái nước sang lau sàn chuyên dụng đó. Thứ nhất là nó sẽ có cái tác dụng là không có bọt, bởi vì những cái loại máy móc thì chúng ta không nên dùng bọt, bởi vì nó sẽ gây ra nó tắc cái vòi, cái vòi bơm nước xuống. Và thứ hai nữa nó sẽ không được sạch, bởi vì là nếu ở trên trong cái nước đấy thì nó sẽ hàm lượng muối để giúp là cho chúng ta làm mềm nước, bởi vì nước cho chúng ta thì nó rất nhiều các loại canxi. Và nó đem cho chúng ta một cái hương mùi chanh nhẹ ở trong cái không gian trong nhà, nó sẽ rất là sạch sẽ, thơm. Sẽ có hai cái chổi, thì cái chổi màu đỏ thì mình sẽ lắp ở cái chỗ này, nó có cái đánh dấu luôn rồi này. Có chổi màu xanh thì ta sẽ lắp ở bên này. Cái phần nhô lên này là cái phần radar để giúp cho robot nó sẽ quét, nó vẽ lại bản đồ của chiều cao tính từ chân cho đến trên bề mặt này. Nó con này thì nó rơi vào khoảng tầm 10 cm, thì nó sẽ di chuyển để chui vào gầm bàn, gầm ghế, giường, tủ chúng ta một cách rất là thuận tiện, dễ dàng đó, để vẽ bạn lại bản đồ. Còn đây là cái phím bấm nguồn này, cái đường kính của cái con này nó là 35 cm, thì nó hình tròn. Đấy. Tất cả các thương hiệu đến từ Ecovac với cái thiết kế Ecovac hay Xiaomi đến thì đều là hình tròn cả, để giúp cho cái việc mà tối ưu về mặt di chuyển. Đó, thì chúng ta nhìn thấy rằng là với cái hai cái chổi này nó sẽ gom cái rác vào, và chổi chính nó sẽ hút và nó đưa lên. Ở đây thì mình sẽ mở cái này ra nhé. Đây, chúng ta sẽ mở nút nguồn đây. Nước nguồn này là cái khi chúng ta gạt sang chữ Y này là lúc robot nó đã bật nguồn lên, và chúng ta nút bên cạnh nút reset wifi. Bên đây là cái mã QR. Thì ở đây mình sẽ nút reset luôn. Sau khi reset xong thì chúng ta sẽ cài đặt nó từ trên cái app điện thoại. Và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho quý vị và các bạn cách chúng ta sẽ cài đặt trên điện thoại để điều khiển cái con robot này. Thì như ở các video khác thì mình đã hướng dẫn cho quý vị và các bạn, thì chúng ta sẽ vào cái hãy vào cái phần CH Play đến từ các cái máy điện thoại Android, và cái App Store đến từ các máy iPhone. Thì chúng ta sẽ bấm vào đây và tìm đến chữ Ecovac Home. Khi chúng ta gõ chữ Ecovac Home thì đây nó đã hiện ra luôn cái thông tin cho chúng ta để chúng ta có thể lựa chọn đó. Và quý vị và các bạn hãy nhớ rõ nhìn rõ cái logo này nhé, và chữ Ecovac Home, và chúng ta ấn cài đặt. Ở đây mình đã có cài đặt rồi nên chính vì thế nó sẽ hiển thị ra là cái mở này. Thì quý vị nào mà cần cái hướng dẫn cái cài đặt cái phần mềm Ecovac Home này thì mình sẽ để lại cái video dưới phần demo, dưới phần mô tả, để giúp cho quý vị và các bạn có thể xem và theo dõi cái cách mà chúng ta sẽ tải nó về và chúng ta cài đặt nó ra sao. Ở video thì mình xin phép là bỏ qua cái bước đó, nó sẽ mất một chút thời gian. Ở đây thì sau khi mình truy cập vào đây, hiện giờ mình đã cài một cái con tên 5 Max. Ở đây là máy tính, cái phần mềm nó đang hỏi là chúng ta có cập nhật cái bản mới không, thì ở đây mình ấn cập nhật cũng được. Ví dụ gia đình chúng ta đã có một cái con robot rồi và chúng ta bổ sung thêm một con nữa, thì vậy thì cách mà chúng ta sẽ làm như thế nào để chúng ta sử dụng nó thuận tiện nhất? Bởi vì mỗi khi quý vị mua thì sẽ được bên bán, người ta sẽ cung cấp cho một cái ID hoặc là một cái số điện thoại và kèm theo đó một cái password. Nếu như quý vị cứ đăng nhập cái con T5 Max với cái một cái mã ID, và khi mua một con robot khác thì bên bán họ cũng sẽ cung cấp cho chúng ta một cái ID nữa. Nếu mà chúng ta cứ thoát cái này và chúng ta đăng nhập với cái khác, nó rất là bất tiện. Nếu như một nhà mà chúng ta có 2 con, chúng ta có thể đăng nhập cùng một cái ID và cùng một số điện thoại đó cũng được. Thì ở đây mình sẽ hướng dẫn cho quý vị và các bạn cái cách này nó mới hơn này. Nhà chúng ta có từ 2 con trở lên thì học 3 con, 4 con cũng được. Ta đăng nhập như này. Bây giờ đang có, chúng ta gạt nó sang Add New Robot và chúng ta sẽ lật cái máy lên. Chúng ta quét mã QR đây. Đó. Ở đây mình sẽ bật cái Wi-Fi lên, tắt cái 3G đi để giúp cho robot và cái điện thoại để nó kết nối với nhau. Và hiện giờ đang kết nối với cái TP-Link 84 này nhé. Rồi ok, chờ mình chút, mình làm lại cái thao tác này. Đó. Sau khi quét xong thì chúng ta nhìn thấy là robot và cái mật khẩu, chúng ta sẽ đăng nhập đúng cái mật khẩu vào đây. Chúng ta làm như này. Đây, nào theo đúng hướng dẫn nha. Bật cái này lên này. Sau chờ để nó phát ra cái âm thanh. Đây, mình bấm next này. Rồi. Đây, bấm vào đây này. Và chúng ta đợi cho khi nó khởi động đến 100% là hoàn thành tất cái việc cài đặt. Việc cài đặt này thì cũng rất là nhanh chóng, dễ dàng, cũng không có gì khó khăn cả. Tất cả mọi người chúng ta gần như sẽ làm được cái việc như thế này. Đó, kết thúc. Và chúng ta có thể thay đổi cái tên ở đây, hoặc là chúng ta có thể giữ nguyên. Ở đây mình giữ nguyên nhé. Ấn đăng là ok rồi này. Đó. Và quý vị các bạn nhìn thấy là sau khi mà chúng ta cài đặt xong thì ở trên này hiện giờ đang có 2 con robot. Ở đây là đang là con T5 Max, bởi vì mình đã cài trước đây rồi. Bây giờ chúng ta muốn chuyển sang con T8 thì chúng ta hút sang bên này. Đó. Ở đây chúng ta hút ngược lại thì nó sẽ hiển thị ra con T8 AV hiện giờ đang cái thời lượng pin nó đang là 72%, đang hoạt động online. Đó, và chúng ta sẽ vào bên trong của con robot này. Chúng ta ấn vào đây. Ở đây thì nó hỏi chúng ta là cập nhật cái firmware mới nhất. Hiện giờ mình cứ bỏ qua nó nhé. Bước này mình bỏ qua này. Ấn Start Now. Đó, đây là một cái số hình ảnh chào mừng chúng ta đến với cái con robot T8 AV này. Ấn Start Now. Đó. Nó sẽ mô tả chúng ta cái cách mà con robot này hoạt động, rời ra khỏi cái sạc, di chuyển quanh trong phòng, tạo ra cái bản đồ. Đó. Một số các lưu ý. Đấy. Chúng ta lưu ý để cái sạc nó ở không gian nó rất là rộng rãi để giúp cho robot nó di chuyển về thuận tiện. Mình bấm này thì bắt đầu robot hoạt động, nhưng này mình tắt nó đi. Đó. Thì cũng tương tự như các cái mẫu model khác thì ở đây chúng ta sẽ có cái dấu 3 chấm này. Ở trong này chúng ta sẽ có những cái thông tin và những cái cài đặt. Chúng ta sẽ cài đặt đây. Ở đây chúng ta sẽ di chuyển sang cái chế độ nó bằng tiếng Anh đi. Ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy này. Đang sử dụng tiếng Trung, bây giờ nó chuyển sang tiếng Anh. Cách bấm vào đây. Rồi, ok. Basic Setting. Ở đây chúng ta nhìn thấy rằng là con robot này nó sẽ di chuyển, nhận diện một cách thông minh để giúp cho robot nó hoàn thành cái quy trình lau dọn thật sự là nhanh chóng, thuận tiện, chính xác. Chúng ta sẽ quản lý cái camera này bằng cái password. Ở đây mình cứ đặt nó là 111 4 số 1 được. 1 2 3 4. Đó. Và ở ngay phần mềm này thì chúng ta có một cái đặc biệt hơn so với những cái loại model khác đến từ thương hiệu EcoPath, thì chúng ta có thể truy cập vào ngay cái camera ở trên thân cái con robot này bằng cách chúng ta sẽ ấn vào Enter Video Manager đây, và chúng ta sẽ có mật khẩu. Thì đó, khi chúng ta đặt mật khẩu xong thì chúng ta sẽ mở và chờ con cam này đi. Đó, quý vị và các bạn có thể thấy rằng cái con cam này hiện giờ nó đã bật lên thì chúng ta xem rồi, và chúng ta có thể chụp ảnh cái này ở từ trên những vị trí như này nhé. Đây chúng ta chụp ảnh này đó, và sẽ lưu vào, chúng ta sẽ mở rồi open setting, chúng ta có thể cho phép nó chụp ảnh thì nó sẽ chụp ảnh đó. Thì khi mà chúng ta xem cái ảnh chúng ta mở vào đây đấy, chúng ta sẽ xem này 22 tháng 3 năm 2021 đó. Ở đây chúng ta có thể là đàm thoại một chiều với cái con robot này bằng cách chúng ta bấm vào đây. Cho phép ghi âm này. Và chúng ta có thể đàm thoại với cái con robot này thông qua cái mic gắn ở trên cái con robot này nhé. Thì chúng ta sẽ bấm vào đây này. Chúng ta giữ một lúc. Alo, alo. Đó. Và chúng ta sẽ chờ để phản hồi cái này thông qua mạng wifi, một lúc nữa nó sẽ phát. Đó, quý vị và các bạn nghe thấy cái tiếng mình vừa lại thử alo alo đó. Rồi, ok, đây là cái tính năng phụ thêm của cái con T8 AV này. Thì chúng ta cũng có thể điều khiển cái di chuyển của con cam này thông qua cái định hướng đây nhá. Ví dụ chúng ta có thể chuyển nó sang trái này, chuyển nó sang phải này. Đó, quý vị có nhìn thấy chưa? Chuyển sang bên này này. Và chúng ta sẽ cho robot di chuyển bằng cách bấm mũi tên tiến lên này. Đó. Và bên mình sẽ cho robot di chuyển đi nhé. Đó, quý vị các bạn nhìn thấy robot nó đang di chuyển này. Bây giờ mình sẽ cho lùi trở lại này. Xoay sang trái này, xoay sang phải này. Và vừa rồi thì mình đã test thử cho quý vị và các bạn cái tính năng rất là nổi bật đến từ thương hiệu EcoMax mới model là T8 AV, thì nó sẽ giúp cho chúng ta sẽ tối ưu được cái vấn đề là di chuyển. Thứ hai nữa là cái thời gian hoạt động của con này thì nó là cái thời gian hoạt động rất là lớn so với những cái model khác đến từ thương hiệu EcoMax hoặc là so với Xiaomi. Ở cái phân khúc của Xiaomi thì chỉ có Roborock S6 Max thì nó là tương đương với con này, nhưng nó sẽ kém hơn ở cái khả năng hoạt động là lau dung. Lau dung thì ở đây thì chúng ta sẽ có một cái phần lau đế lão riêng. Đây là cái đế lau dung, và chúng ta sẽ nhìn thấy so sánh với đế lau thường. Khi chúng ta tháo cái này ra, khi chúng ta tháo cái đế lau thường ra thì chúng ta sẽ lắp cái đế lau dung này vào đây. Ở đây mình sẽ điều chỉnh cái ISO nó lên một chút để giúp cho quý vị và các bạn nhìn thấy rõ hơn một cái đế lau của lau dung này. Thì cái đế lau này chúng ta sẽ thấy rằng là nó sẽ có một miếng lau riêng, nó khác so với cái miếng lau thông thường khi chúng ta gắn vào cái lau này nhé. Đây, bình thường thì chúng ta sẽ gắn nó như này, chúng ta sẽ sập nó vào đây, bây giờ chúng ta sẽ sập cái này vào đây để thao tác chúng ta lắp, và chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là cái đế lau thường với đế lau dung nó sẽ khác nhau này. Đó, quý vị các bạn nhìn thấy rằng đó, cái đế lau này nó cảm giác nó sẽ mịn hơn một chút, còn đế lau này sẽ trông về bình thường nó sẽ dày hơn. Và chúng ta có thể tháo cái này ra một cách lau rất là dễ, chúng ta bóc nó ra giống như chúng ta thấy ở trên giày dép chúng ta sẽ có cái miếng dính dính ở đây. Và bản thân là cái robot T8 đã đi kèm theo một cái hộp nó chứa khá nhiều các cái miếng lau này để giúp chúng ta có thể thay đổi được. Và khi hết thì quý vị và các bạn hoàn toàn có thể mua được cái sản phẩm thay thế này bằng cách liên hệ với mình thông qua số điện thoại ngay trên màn hình kia đó, 0355 003 003 để bên mình có thể tư vấn và đóng hàng từ hàng đi, giúp cho quý vị và các bạn sẽ có cái lựa chọn và sử dụng hiệu quả nhất. Thì ở đây thì cũng tương tự như cái hộp chứa nước thông thường, chúng ta sẽ có cái chỗ đổ nước vào đây và chúng ta sẽ bổ sung thêm một cái chút nước lau sàn dành riêng cho robot này. lưu ý tuyệt đối chúng ta khi mà hết nước chúng ta phải mua ngay, chứ chúng ta đừng có lên mua đổ vào là cái nước lau sàn thông thường chúng ta lau bằng tay, nó rất là nhiều bọt gây nên là cái tắc cái ống, tắc cái vòi này thì nó sẽ rất lãng phí, chúng ta sẽ phải đi mua lại cái này thì cái này, mua lại cái này thì nó cũng khá đắt. Thao tác của lắp vào thì nó cũng đơn giản thôi, không có gì cả, chúng ta nhấc này lên ấn nó vào, thế là ok rồi. Còn tháo ra chúng ta rút này, thao tác rất là dễ dàng, cũng không có gì cả. Còn đây chúng ta sẽ lắp cái này vào nếu như chúng ta lau thông thường. Lau dung này thì theo mình là quý vị và các bạn nên lau khi mà cái sàn chúng ta lâu ngày chúng ta không quét ở trên cái sàn đó thì chúng ta sẽ sử dụng lau dung, thì chúng ta nên sử dụng cái đế lau dung này. Còn nếu mà chúng ta lau thường xuyên liên tục thì chúng ta chỉ cần lau cái loại này cũng khá là ok rồi. Và chúng ta nên sử dụng với cái nước lau chuyên dùng cho cái con robot teapot như thế này. Và với cái mẫu nước lau như này thì chúng ta có thể dùng cho tất cả các loại robot được, từ robot Medion này rồi Xiaomi rồi là các cái mẫu model của Ecovac thì có đều có đặc điểm chung là cái này nó sẽ rất ít bọt và nó sẽ làm giúp cái nước chúng ta sẽ trở nên mềm hơn, nó sẽ không bị gây ra hiện tượng tắc vòi. Đó, và nó có một chút hương thơm chanh nhẹ để giúp chúng ta có thể trên sàn nó sẽ sạch hơn, có mùi thơm hơn. Đó, một cái chai như kia thì bên mình đang bán với cái giá là 180.000. Nếu như quý vị nào mà đang có nhu cầu quan tâm đến các loại mẫu robot đến từ thương hiệu Ecovac, Medion, Xiaomi thì quý vị và các bạn hãy nhanh tay đặt hàng. Thì bên mình sẽ tặng cho tất cả khách hàng mà mua hàng trong thời gian là tháng 3 năm 2021 một cái chai nước lau sàn này đi kèm theo cái con robot này luôn. Và mình sẽ công khai cái giá bán hiện giờ ở cái thời điểm tháng 3 năm 2021 cho quý vị nào đang có nhiều quan tâm cái sản phẩm T8 AVI này. Giá bán là 9.350.000. Thời gian bảo hành của con robot này thời gian là 12 tháng. Và kể cả cho những khách hàng ở xa thì quý vị hoàn toàn có thể yên tâm, thì bên mình có thể phục vụ. Và khi có những cái vấn đề xảy ra quý vị cần được bảo hành thì quý vị hãy liên hệ bên mình. Bên mình sẽ có nhân viên đến tận nơi thu hồi cái này, sản phẩm này về để bảo hành. Quý vị hoàn toàn không phải trả thêm bất kỳ một cái khoản phí nào cả. Thì cái đấy là cái chính sách mà bên mình đang thực hiện. Bên mình đang thực hiện cái chính sách bảo hành từ xa đấy. Thì nhân viên của các bên giao hàng họ sẽ đến tận nơi, họ sẽ lấy và mang về. Sau khi bảo hành xong thì mình sẽ trả lại cho quý vị và các bạn trong thời gian sớm nhất. Thì đó là một cái ưu điểm để phục vụ cho những khách hàng xa. Còn với những khách hàng ở gần thì quý vị hoàn toàn có thể là đến tận nơi trải nghiệm về các sản phẩm, những cái mẫu robot đến từ các thương hiệu khác và các model khác đến từ, ngay cả model khác đến từ Ecovac thì bên mình hoàn toàn có sẵn để giúp cho quý vị và các bạn hoàn toàn có thể yên tâm chúng ta lựa chọn và mua sao cho hợp lý nhất, tránh phải mua phải những cái sản phẩm mà nó không đúng với cái nhu cầu. Chúng ta sẽ lại mất thời gian, mất công sức, chúng ta phải đi lựa chọn hoặc là phải thay thế một cái sản phẩm khác, nó rất là lãng phí. Thì bên mình sẽ có cái thanh toán cho những khách hàng gần. Nếu như quý vị đến đây thì quý vị chưa có cái tiền mặt ngay thì chúng ta có thể chuyển khoản này, hoặc là chúng ta có thể quẹt cái thẻ tín dụng ấy, thì quý vị có thể thực hiện được luôn. Và vừa rồi thì mình đã giúp cho quý vị và các bạn có thời gian để trải nghiệm cái con T8 AVI, một cái sản phẩm vô cùng là mới đến từ thương hiệu Ecovac. Đây là mẫu T8 AVI model của năm 2021 với kiểu dáng mẫu mã rất là đẹp mắt, hoạt động cực kỳ là thông minh, phù hợp với diện tích gia đình sàn khoảng độ tầm cỡ 200m² trở lên. Thời gian hoạt động nó lên đến 200 phút. Đó, và cái lực hút của nó lên đến 1600 PA. Đó là mình đã điểm lại một số cái thông tin đến từ thương hiệu Ecovac này. Hoặc là chúng ta có một cái sàn chung cư rộng, hoặc là nhà chúng ta thì có khoảng độ 3 cái sàn, mỗi cái sàn khoảng độ tầm 60m², 60-70m² thì chúng ta rất là phù hợp để sử dụng cho cái con robot này. Ngân sách của nó thì chúng ta sẽ khoảng độ tầm cỡ 9.3 trên 9.5 triệu tùy thời điểm. Có những thời điểm tăng cao thì mình sẽ báo khi quý vị và các bạn trao đổi và gọi điện đến thì mình sẽ báo tùy thời điểm cụ thể. Cái đó thì mong quý vị và các bạn thông cảm, bởi vì giá cả nó đôi khi nó thay đổi lên xuống rất là nhiều. Đây mình đang báo giá trong thời gian là tháng 3 nhé. Quý vị và các bạn hãy lưu ý giúp mình. Hãy ủng hộ bên mình bằng một like, một share hay một subscribe để bên mình hãy thường xuyên ra những video để tạo thêm cái động lực cho bên mình sản xuất ra nhiều video hơn nữa để giúp cho quý vị và các bạn có những cái sản phẩm, có những cái review chất lượng ổn định Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho quý vị và các bạn cách chúng ta sẽ sử dụng cái phần mềm EcoPath Home từ trên điện thoại để có thể điều khiển cái con robot này một cách hiệu quả, chính xác và nó sẽ đơn giản nhất. Bởi vì là dù sao trên này nó đang sử dụng cái app và nó trên này nó giao diện bằng tiếng Anh. Thì quý vị và các bạn hãy theo dõi cái video này, mình sẽ hướng dẫn cho quý vị và các bạn để ta có thể điều khiển nó một cách là tối ưu nhất, dễ dàng nhất. Đây đang ghi report T8 IV đang online và chúng ta có thể nhìn thấy rằng ngay trên giao diện của cái phần mềm này thì đây là T8 nhé. Thì chúng ta lưu ý này, nó sẽ có hai phần này, một là Enter Robot, hai là Enter Video Manager này. Chúng ta sẽ gạt sang bên này và chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là ở đây thì chỉ có Dbot T5 Max thôi và hiện giờ đang trong trạng thái là online. Đó, và chỗ này chỉ có Enter Robot và chúng ta sẽ bấm vào đây, chúng ta nhìn này. Khi bấm vào đây xong rồi thì chúng ta sẽ bấm vào cái dấu 3 chấm này để chúng ta nhìn thấy là cái bảng điều khiển của cái bảng điều chỉnh của cái T5 thì nó sẽ dài như thế này. Còn cái T8 thì nó sẽ khác ở đâu? Chúng ta vào Enter Robot này. Đó, và khi mà khởi động thì bao giờ nó sẽ chạy mô phỏng chúng ta là cách hoạt động của robot. Chúng ta sẽ bấm vào cái phần dấu 3 chấm thì chúng ta nhìn thấy này, nó sẽ có hai phần, một là Basic Setting, hai là Additional Setting. Thì ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy là AV Smart Recollection, đây thì chúng là tức là cái nó sẽ hoạt động dựa trên cái camera, hoạt động nó cách nó thông minh hơn để giúp cho chúng ta sẽ tối ưu về mặt di chuyển, tránh né các đồ vật trong nhà. Cái con T8 này con rất là thông minh, nó có thể điều chỉnh lực hút dựa trên các cái cảm biến. Và đây là cái video manager, để phải có password thì chúng ta mới truy cập và chúng ta xem video được. Cái này nó là tự động điều chỉnh cái lực hút. Và cái auto empty là tự động làm sạch này. Cái serial link này là cái chúng ta sẽ cài đặt cái lịch trình làm việc cho con robot này. Còn continue cleaning tức là cái này khi mà chúng ta bật sang chế độ on thì nó sẽ khi mà con robot này nó hoạt động và nó cần hết pin nó dừng lại, trong khi đó mà cái sàn chúng ta chỉ lau được một nửa thôi. Thì khi con robot này nó sạc xong nó sẽ quay trở lại làm việc, lốt cái phần không gian còn lại mà nó chưa quét. Còn cái này là chế độ không làm phiền. Còn cái này là nhắc nhở cái việc mà thay vải. Chúng ta sẽ bấm vào đây, thay cái rẻ lau ấy. Đó, còn đây là reset, chúng ta sẽ cài đặt lại cái bản đồ. Thì ở bên này thì chúng ta sẽ có một vài cái thông tin, cleaning log tức là nó sẽ báo cái lịch trình, ghi lại lịch trình chúng ta quét dọn này. Cái accessory này thì quý vị và các bạn nên nhớ rằng là khi mà chúng ta mua mới chúng ta sẽ kiểm tra cái này, thì toàn bộ cái này nó đang là 100% hết này. Đây là cái chổi cạnh, thời gian hoạt động nó có 150 giờ. Cái chổi chính, thời gian hoạt động là 300 giờ. Cái phin lọc, thời gian hoạt động là 120 giờ. Và các cái phụ kiện, các cái chỗ linh kiện khác, thời gian hoạt động là 30 giờ. Thì cái này thì sau một thời gian khi mà chúng ta sử dụng mà nó sẽ bị suy giảm và dần dần thì chúng ta sẽ có thể reset nó lại. Còn cái chổi này khi mà nó quá bẩn, quá kém rồi chúng ta lên mua các phụ kiện thay thế thì nó rất là rẻ, nó không có đắt mấy cái đấy cả. Nó chỉ có khoảng độ có vài chục ngàn thôi một cái. Cái voice report này thì chúng ta sẽ có các cái bản tiếng giao diện và nó sẽ phát ra âm thanh từ trên con robot, thì chúng ta có thể dùng tiếng Trung hoặc tiếng Anh tùy theo cái nhu cầu mọi người. Còn đây là chúng ta sẽ thay đổi cái tên của cái con robot này, chúng ta có thể đặt tên nó bất kỳ. Chúng ta gõ đây, chúng ta thay đổi. Chúng ta ghi cái gì cũng được, sen hay là cái oxin hay là cái gì cũng ok hết. Tối đa 32 ký tự. Thế thôi, chứ không có gì. Đây mình sẽ điều chỉnh lại một chút này, để giúp cho quý vị các bạn nhìn sẽ rõ hơn này. Đó. Và quý vị các bạn nhìn thấy cái chữ cleaning này. Và có ba cái dấu chấm chấm này, chúng ta bấm vào đây. Thì ở đây chúng ta sẽ có cái vacuum power. Thì thì mình đang để standard, tức là chế độ tiêu chuẩn, và đây là chế độ mà nó sẽ lực hút nó sẽ tăng cường hơn, max, và chế độ mạnh nhất nó giống như hình cân lốc này, và quý vị và bạn có thể thay đổi nó được, càng lên như này thì nó sẽ càng mạnh đó. Và quý vị nhìn thấy là đây có chữ hiển thị chữ max này, rồi mình bấm sang cái này, này đó là max cộng này, còn đây là chúng ta tắt hết nó đi này. Nếu mà khi chúng ta tắt hết cái lịch trình quét này thì tức là con robot này nó sẽ chuyển sang trạng thái là nó chỉ có lau không thôi. Mực nước ở đây chúng ta có thể điều chỉnh, đây đang chế độ thấp này, đây trung bình này, đây medium này, và cái này là high là cao nhất này. Nó tùy theo mức độ sàn chúng ta, và chúng ta sẽ cần mức nước bơm ra sàn như thế nào và để nó tối ưu là làm sạch cho không gian trong phòng. Nếu mà sàn chúng ta nó quá bẩn thì chúng ta nên bơm nhiều nước ra, chúng ta lau một lần hai lần cho sạch, cho bơm có nhiều nước vào cho nó sạch xong rồi nó sẽ không, chúng ta sẽ lau lại một lần nữa thì nó sẽ khô hơn. Đó, và còn các cái tính năng khác, và còn các tính năng như tạo bản đồ ảo, tạo vùng cấm thì nó đều giống các cái con T5 hoặc những cái đời trước, không khác gì cả. Cái khác biệt ở đây là cái khác biệt về camera, khác biệt cái khả năng là học hỏi, khác biệt cái khả năng là tránh né các đồ vật. Thì các cái đời khác, các đời trước nó không có cái tính năng đó, và chỉ con T8 AEB mới có cái tính năng mà tránh né đồ vật. Ví dụ như chúng ta để dây điện như giày như dép thì con robot này nó sẽ học được và nó sẽ đi, nó sẽ tránh né những đồ vật đấy. Hoặc nhà chúng ta có trẻ em, có vật nuôi, đôi khi là có hơi mất vệ sinh, ví dụ như con động vật nuôi nó có bậy ra sàn thì con robot này nó đi đến nó phân biệt và nó tránh được, không giống như một số robot khác thì nó không phân biệt được cái đó và nó đi và nó lao vào, và nó sẽ gây ra các cái hiện tượng mà ví dụ như chúng ta sẽ đã đi khắp sàn, nó rất là mất vệ sinh. Đó là cái nếu như là chúng ta mà có trẻ em, có động vật nuôi thì chúng ta nên lưu ý, chúng ta lựa chọn làm sao cho hợp lý nhất. Thì con T8 AEB là cái con thông minh nhất hiện giờ, và chỉ có nó mới đáp ứng được cái nhu cầu đó. Còn các nhà khác, nếu như chúng ta có trẻ em, nhà chúng ta có trẻ con nhưng mà lớn rồi, ít động vật nuôi thì chúng ta sử dụng các cái con như T5 Max hoặc là T8 Max cũng đều là ok, bởi vì cái thời lượng pin của T5 và T8 thì nó rất là giống nhau, nó đều có thể hoạt động được trong một thời gian rất là dài. Bởi vì còn các cái tính năng như phân vùng chia tầng như thế nào thì nó hoàn toàn giống như các cái T5 hoặc là các cái con đời trước, đều nó khá là giống nhau. Thì đó, mình chỉ nói sự khác biệt của T8 thôi, những ưu điểm nó lớn hơn thôi. Còn đây là cái phần bản đồ này, khi chúng ta kích vào đây này thì chúng ta, nếu nhà chúng ta nhiều nhà tầng thì chúng ta ấn multi floor map, chúng ta ấn vào đây, và khi nó đi thì nó sẽ lưu lại. Chúng ta có thể lập ra được 3 bản đồ và chúng ta sẽ chia cho nhiều phòng, mỗi phòng chúng ta sẽ thiết lập một cái chế độ lau riêng, một chế độ hút riêng, một khả năng bơm nước riêng và một lịch trình riêng. Chúng ta đều hoàn toàn có thể làm được từ trên một cái điện thoại. Một cái điều rất là thuận tiện cho cái cuộc sống hiện đại là chúng ta có thể điều khiển con robot này từ xa, chúng ta chỉ cần ấn nút và mọi công việc là đã có robot nó hoàn thiện và chúng ta đã làm xong trước khi chúng ta về nhà. Đó là cái ưu điểm rất là lớn. Còn hiện giờ trên thị trường thì có tùy theo từng nơi, có những nơi sẽ bán với con này với giá tầm cỡ 9,5 triệu, 9,8 triệu. Và có một cái nữa là cái phiên bản mà quốc tế thì thực tế ra thì nó cũng không khác gì cái phiên bản nội địa này. Nó điều khác biệt thì nó đến là một cái server, nó đặt server quốc tế thì tốc độ phản hồi nó sẽ nhanh hơn. Thế thôi, chứ có cái giao diện tiếng Việt, chấm hết, không còn cái gì hơn cả. Nhưng mà cái giá của phiên bản quốc tế thì bây giờ dao động nó khoảng độ tầm 16 triệu. Đó, quý vị và các bạn hãy lưu ý. Ở Việt Nam mình thì đa phần mọi người thì vẫn đang chỉ sử dụng cái phiên bản nội địa của Trung Quốc thôi, thì để tối ưu về mặt chi phí đầu tư. Bởi vì là cùng một tính năng công dụng như nhau, chỉ khác nhau cái app, cái server đặt quốc tế và cái giao diện bằng tiếng Việt, ngoài ra không có gì hơn cả. Thì đó là cách mà chúng ta sẽ lựa chọn. Bởi vì sẽ có một số bạn sẽ đang có trên các diễn đàn thì cũng có thắc mắc tại sao mà cùng một cái mẫu T8 AEB thì cái thì chỉ có giá khoảng độ tầm cỡ 9 triệu, hơn 9 triệu một chút, một cái thì nó lên đến tận 16 triệu. Thì hôm nay thì thông qua video clip này mình đã giải thích cho quý vị và các bạn được biết là cái sự khác biệt của hai cái loại này. Thời gian này thì mình sẽ có các cái chương trình khuyến mại đi kèm theo cho khi quý vị và bạn mua cái con robot này nhé. Nếu như quý vị và các bạn có người thân, người quen đang có nhu cầu tìm hiểu về robot, đang muốn sắm cho ngôi nhà của mình một cái sự gọn gàng, sạch sẽ và chúng ta có thể điều khiển tất cả mọi thứ từ xa. Cuộc sống trở nên tiện ích hơn rất là nhiều. Thì quý vị và các bạn hãy giới thiệu giúp mình, chia sẻ kênh video này tới người thân, người quen của quý vị và các bạn. Mình cảm ơn rất nhiều. Nếu quý vị và các bạn còn bất kỳ điều gì, còn câu hỏi thắc mắc xoay quanh cái việc sử dụng robot ngay từ trên app điện thoại hay là những cái sự cố từ robot này, thì hãy có thể gọi điện cho bên mình thông qua số điện thoại bên kia 0355 003 003 để bên mình có thể tư vấn giúp cho quý vị và các bạn có thể sử dụng robot một cách hiệu quả nhất, tốt nhất. Sắp tới thì mình sẽ ra một cái video mới để so sánh giữa các loại robot và cách nó phù hợp với những không gian gia đình như thế nào. Quý vị và bạn hãy theo dõi kênh bằng cách hãy đăng ký, thì khi có ra video mới thì quý vị và bạn hãy nhận được ngay cái thông báo đó. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.